chào quý bà con. Đợt thời gian vừa rồi và đặc biệt là cũng ở mấy năm nay thì cũng được rất là nhiều bà con, đặc biệt là bà con ở miền Nam. Thực ra thì làm việc thì mình cũng may mắn là được nhiều bà con yêu quý từ miền Bắc, miền Trung, cả miền Nam. Từ khả năng là phải từ Hà Giang rồi là miền Trung rồi tận tít Cà Mau. Không nhớ nhưng mà thấy cũng nhiều, nhưng không biết là xóa tỉnh nào không. Chắc là cũng gần như là hết các tỉnh thành đấy. Thì cũng trao đổi tương tác và được mọi người chia sẻ cái nguyện vọng chẳng hạn, rồi là cái hướng trồng hoa ly Tết, tulip Tết để phát triển kinh tế. Thì cũng đồng thời là cũng đồng hành được khá là nhiều người. Và trong đấy là có nhiều người, nhiều bà con ở miền Nam. Và mình cũng rất là khoái và rất là thích, cũng rất là hưng phấn khi mà làm việc với nhiều quý bà con miền Nam. Bởi vì là có nhiều người ấy rất là yêu quý và tin tưởng, đặt niềm tin cao. Cũng là thậm chí là có những người, có những cái cô chú, có những bác ấy, thì thậm chí là chữ không biết mà vẫn xem những cái video trên YouTube của mình. Đấy, không phải mình không có ý gì chê gì đâu, bởi vì có những lần ấy trao đổi thì mới biết là chẳng hạn là hỏi phun thuốc gì ấy, tên thuốc là gì, thì cô ấy bảo là tao không biết chữ. Đấy, xong rồi quay chụp gọi Zalo, xong rồi bắt đầu là mới quay cho mình xem là cái phân cái thuốc họ đang dùng cái gì, xem hỏi là hiệu quả hay không các thứ đấy, kiểu thế. Thì cũng rất là nhiệt tình. Đấy, thì mình cũng rất là thích. Và thời gian tới thì cũng rất là hân hạnh và cũng hy vọng là sẽ được gọi là chung sức tiếp kết nối với tất cả bà con và cô chú bác ở vùng xa, ở khu vực miền Nam nữa. Bởi vì là mình cũng thấy khá là nhiều cô chú và mọi người ở trong miền Nam ấy thì cũng khá là thích cái hoa ly này, nhưng mà có một cái vấn đề cũng rất là nhức nhối mà quý bà con ở trong ở miền Nam ấy thì gặp phải, mà mình cũng thấy cũng buồn. Đấy là việc là trồng cái hoa ly ấy, giống này ấy, lại ra một cái thành một cái giống khác. Đấy, thì cũng mà không phải chỉ một đâu, mà rất là nhiều người, cực kỳ là nhiều người luôn đấy, cực kỳ nhiều người. Cái tình trạng là chẳng hạn mua giống củ màu này, giống này ấy, thì sang cái giống khác, giống cao thơm thì sang cao không thơm, rồi sang lùn, rồi là ly nhiều màu thì xanh thành là một màu cam đấy, rồi là cái size cỡ này thì lấy thành cỡ kia. Mà không chỉ là một người đấy, và rất là nhiều người là một này, không chỉ là số lượng ít lẻ mà cái số lượng nhiều người trồng nhiều cũng bị rất là nhiều đấy. Nên là cái việc là tình trạng đấy mình cũng thấy rất là buồn, bởi vì nhiều người phản hồi rồi là nhắn qua Zalo, gọi điện thoại, thiệt hại cũng rất là nhiều. Cho nên là cái đấy là một cái mà một người cũng làm hoa ly thấy nhiều người gặp phải như thế là thiệt hại cũng lớn. Bởi vì là làm nông thì đâu phải là ai cũng nhiều tiền đâu. Đấy, hy vọng làm để cải thiện kinh tế mà cũng là rất là vất vả và nhiều sự lo lắng ở đấy. Và đặc biệt là cái việc đấy là cũng người ta đánh vào cái những cái người mà mua lẻ cũng rất là nhiều. Cái tình trạng mua lẻ nhiều, tức là người mua số lượng nhiều cũng có, nhưng mà phần lớn là những người mua số lượng lẻ, chẳng hạn 10, 20, thậm chí 3, 50 củ gì đấy. Bởi vì họ mọi người mua thì lướt ở trên mạng, bởi vì nhưng thấy phản hồi là chẳng hạn mua ở trên mạng xong về thì cũng không biết là giống gì, không biết là màu gì, bởi vì cũng nhiều người hỏi bảo là xem hộ cho là giống ly này là giống ly gì. Đấy, thì mình cũng hỏi bảo là thế khi mua thì
người ta bảo là giống gì thì cũng bảo là mua trên mạng cũng không biết là giống gì. Đấy thì đấy là cũng cái việc là dở, bởi vì là cái việc là mua giống gì, màu gì hoặc là cỡ như nào, thời gian bao nhiêu thì là cái việc là người bán là phải cung cấp thông tin đầy đủ. Và không chỉ thế là phải hướng dẫn đầy đủ nữa, kèm cặp từ đầu đến cuối, chứ không phải là bán xong là thôi. Rồi là cũng khá là nhiều người cái tình trạng là chẳng hạn như kiểu là giống cứ bảo là trồng trồng ngay mới kịp, chẳng hạn lấy bây giờ ngay mới kịp ấy, kiểu kiểu thế. Thế là một cũng một cái vấn đề là bởi vì là chẳng hạn như kiểu là thời điểm mà trồng ly thơm thì chẳng hạn nhé là 85 ngày đấy, thì qua cái hết thì ly thơm chẳng hạn như kiểu ế cái ly thơm ấy thì bắt đầu là người ta chuyển sang biến hô biến cái ly thơm đấy, những cái củ ế đấy sang cái ly không thơm, thì cũng bảo là sang là ly không thơm thì tầm khoảng chẳng hạn như kiểu 65 ngày chẳng hạn, thì cũng bảo là cũng tầm này mới trồng mới kịp đấy chẳng hạn thế. Hoặc là chẳng hạn lấy cái ly lùn thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng khu vực miền Nam nóng thì tầm khoảng 35 ngày đấy, có nơi 35 đến 40 ngày đấy, còn khu vực miền Trung miền Bắc một số thì tầm khoảng 55 ngày 60 ngày đấy, thì lúc ly thơm thì người ta lại lấy cái ly lùn ấy thì trồng sang bán sang ly thơm, mà trong cái đấy cái giá củ cái ly lùn ấy thì nó lại rẻ hơn cái ly thơm rất là nhiều. Đấy, mà quan trọng rẻ đắt là một phần, quan trọng là nó không đúng giống, nó không đúng, nên là cái việc là mọi người thiệt hại cũng khá là nhiều. Và khi nào cũng gặp tình trạng như thế, và cái vấn đề này thì cũng đã chia sẻ khá là nhiều rồi, và đặc biệt là cũng không chỉ là khu vực bà con ở khu vực ở miền trong là gặp phải, mà cũng khá là nhiều người ở miền Bắc gặp. Nhưng mà mình thấy phản hồi thì quý bà con ở miền Nam thì gặp rất là nhiều, mình cũng không hiểu được tại sao. Chắc là khả năng là cái việc là nó chạy quảng cáo các thứ nó dồn dập, tùy vào khu vực hay là kiểu gì đấy mình cũng không hiểu lắm, nhưng mà đa phần là thấy mọi người phản hồi là bảo là mua trên mạng, và chủ yếu đặc biệt là mua ở trên trang Facebook, trang là trang trang page ấy, không phải trang cá nhân đâu. Nên là cái việc này thì thực ra cái này thì đã chia sẻ rất là nhiều video rồi đấy, nên là mọi người tránh được cái gì tránh, và cũng việc là cân đối cân nhắc trong việc là khi mà mua giống này, khi mà lấy để trồng này, hoa ly thì cũng phải chú ý những cái lưu ý như thế để mình là làm gì, để là cái thiệt hại nó nhỏ nhất có thể và đem lại cái hiệu quả kinh tế. Và quan trọng là đặt niềm tin, có lấy giống này rồi là kỹ thuật rồi là mọi thứ ở cái nơi mà người có kinh nghiệm, người có uy tín, người có trách nhiệm. Và đấy là những cái chia sẻ cũng trải lòng một tí miên man về ngoài việc là trồng về hoa ly rồi là về những cái thứ liên quan nữa. Thực ra thì cũng không phải không bao giờ là mình có cái ý gì bày vẽ cái gì mọi người cả, nhưng mà những cái mà mọi người phản ánh mình về cũng nhiều người xem kênh rồi là những cái video trên YouTube của mình chẳng hạn, rồi là nhắn qua Zalo kiểu thế, nên là mình tổng hợp lại và thấy như thế mình trải lòng, và hy vọng là mọi người là cùng nhau tất cả chúng ta đều tốt lên và gặp được những người tốt hơn đấy. Nhưng mà nói thế không có nghĩa là bi quan, không có nghĩa là chúng ta cứ nhiều người nó lọc lừa gì đấy, mà vẫn rất là nhiều người vẫn là tâm huyết, vẫn là chu đáo. Nhưng mà bên cạnh đấy thì dĩ nhiên là trong trắng có đen, mà trong đen có trắng bao giờ cũng thế. Dĩ nhiên là giờ giống nông nghiệp hay cái gì cũng có những cái hàng fake như kiểu là thứ khác, mà bây giờ có hàng giả, hàng nhái, hàng thật, hàng giả tùm lum tè le kiểu thế mà. Nên là quan trọng là mình gặp cái đúng người để mà đặt niềm tin thôi, thế là vẫn được thôi, không vấn đề gì cả. Chứ không phải tất cả, bởi vì có nhiều người là trồng
xong khoảng một mùa thì thấy củ nó không được, rụng nụ tè le rồi là hư hỏng, xong là mất niềm tin, bảo là khó trồng, hoặc là ai cũng lừa lọc, ai cũng bán giống vớ vẩn đấy, kiểu kiểu thế. Đâm ra là mọi người cũng không không nhất thiết là phải mất niềm tin quá như thế. Đấy, cũng chia sẻ cái dựa trên những cái chủ quan, nhưng mà tổng hợp những cái ý kiến và những cái trường hợp của mọi người như thế để mọi người có thể là cách nhìn hơn. Cũng mình cũng chia sẻ rất là nhiều video để cho mọi người xem, và cũng hy vọng là mọi người có những cái giống, rồi là những cái cây ly hoa, rồi là đẹp trồng để bàn Tết cho nó hiệu quả. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những cái video chia sẻ tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.